Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, năm 2021 là một năm đầy biến động đối với thế giới, đặc biệt là khu vực châu Á. Bước sang năm 2022, ai cũng đều hy vọng về một bức tranh tươi sáng hơn. Thế nhưng chỉ trong 6 tháng đầu năm, thế giới đã xảy ra vô vàn biến động từ các cuộc xung đột chính trị quân sự, thiên tai lũ lụt hoành hành. Không ai có thể ngờ rằng những gì đang diễn ra đều đúng với dự ngôn gây sốc của nhà tiên tri mù Vanga về vận mệnh thế giới trong tương lai. Theo bà Vanga, nửa cuối năm 2022 sẽ là khoảng thời gian đầy thách thức mà loài người phải đối mặt. Vậy rốt cuộc bà Vanga đã dự đoán biến cố nào sắp giáng xuống loài người? Điều tồi tệ nào sẽ xảy ra nếu như lời tiên tri của bà ứng nghiệm? Liệu Việt Nam có phải gánh chịu tác động lớn này hay không? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây. Vaccine, biến thể mới, lệnh phong tỏa, phần lớn tin tức trong năm 2021 đều liên quan đến đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, bên cạnh dịch bệnh, châu Á còn chứng kiến nhiều sự kiện nổi bật trong năm 2021 như tình hình bất ổn chính trị ở các khu vực như Afghanistan và Myanmar, Thế vận hội Olympic, gián đoạn chuỗi cung ứng, cú sốc giá năng lượng. Khi năm 2021 kết thúc, ai ai cũng đều hy vọng về bức tranh 2022 tươi sáng hơn với những chuyển biến tích cực. Thế nhưng, chỉ mới trải qua 6 tháng đầu năm 2022, thế giới đã xảy ra nhiều biến động lớn, từ mối quan hệ căng thẳng Nga-phương Tây, tình hình kinh tế thế giới cho đến biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong đó, những tín hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ-Hàn và nỗ lực của các nước công nghiệp phát triển hàng đầu trong giải quyết thách thức an ninh lương thực toàn cầu được coi là điểm nhấn trong bức tranh thế giới nhiều biến động. Song ít ai biết rằng, những biến cố đang xảy ra đều đang ứng nghiệm với lời tiên tri chấn động của bà Vanga. Không chỉ vậy, bà Vanga còn để lại lời dự ngôn sốc về đại thảm họa sắp xảy ra vào những tháng cuối năm 2022, khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Vậy rốt cuộc, bà Vanga đã dự đoán biến cố lớn nào sắp xảy ra? Loài người cần phải làm gì để bình an vượt qua đại nạn này? Chúng ta hãy cùng nhau điểm lại những lời tiên tri chấn động của bà Vanga về bức tranh thế giới trong năm 2022 để biết được những dự đoán nào đã ứng nghiệm nhé! Bà Vanga, được mệnh danh là nhà tiên tri Nostradamus của vùng Balkan, đã chết cách đây 26 năm, nhưng bà vẫn được người đời nhớ đến bởi những tiên tri sấm truyền, nhìn thấu được tương lai. Nhà ngoại cảm lớn lên trong một trang trại ở Macedonia ngày nay và bị mù sau khi bị hút vào một cơn lốc xoáy kỳ lạ năm 12 tuổi. Đó chính là bước ngoặt cuộc đời của nhà tiên tri mù. Mặc dù đã đưa ra nhiều dự đoán trong cuộc đời của mình, nhưng Baba Vanga mới trở nên nổi tiếng toàn thế giới vào thời điểm 4 năm sau cái chết của bà năm 1996 khi tàu ngầm hạt nhân Kursk của Nga bị chìm vào năm 2000. Bởi trước đó, bà Baba Vanga dự đoán Kursk sẽ bị ngập lụt trong nước. Nhưng vào thời điểm đó, nhiều người lại tin rằng bà đang nói về thành phố Kursk ở miền Tây nước Nga. Những người quan tâm đến huyền học tiếp tục đánh giá cao những tiên tri của bà Baba Vanga và cho rằng những dự đoán của bà có tỷ lệ chính xác lên đến 85%. Tuy nhiên, một số khác không tin vào những dự đoán của bà. Dẫu vậy, nhiều người tin rằng Baba Vanga đã dự đoán đúng về đại dịch COVID-19, vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ, cái chết của công nương Diana và thảm họa Chernobyl. Cứ vào thời điểm kết thúc một năm hoặc bắt đầu một năm mới, người ta lại đổ xô để xem Baba Vanga nói gì với lượng tìm kiếm trên Google tăng đột biến vào mỗi tháng 12 và tháng 1 hàng năm. Nhiều người truyền tai nhau rằng bà Baba Vanga đã đưa ra những dự đoán đến tận năm 5079, năm mà bà tin rằng vũ trụ sẽ kết thúc. Nhưng trước khi qua đời ở tuổi 75 vào năm 1996, nhà tiên tri thần bí người Bulgaria được cho là có hàng loạt dự đoán u ám cho năm 2022. Lời tiên tri của bà Vanga luôn mang theo một bức tranh có phần u ám và lạnh lẽo. Năm 2022 cũng không ngoại lệ khi được dự đoán là sẽ có một loại virus chết người sẽ trỗi dậy sau hàng chục nghìn năm ngủ đông trong các dòng sông băng ở Siberia. Theo bà Baba Vanga, trong một thế giới ngày càng nóng lên như hiện nay, các con sông băng ở Nga sẽ tan chảy ồ ạt, từ đó kích hoạt một loại virus vốn bất hoạt trở nên mạnh mẽ. Bà Vanga cho biết loại virus này sẽ lan rộng, trở thành đại dịch mới, khiến hàng triệu người tử vong. Chưa rõ loại virus này có tấn công người và gây ra đại dịch mới hay không. Nhưng theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu nóng lên toàn cầu đang khiến các con sông băng có tuổi đời hàng thế kỷ tan chảy và tan nhanh hơn bao giờ hết.
việc băng tan đã giải phóng những virus cổ ngủ đông. Và vào tháng 8 năm 2021, 28 loại virus mới được cho là có tuổi đời 15.000 năm tuổi đã được phát hiện sống sót bên trong các sông băng. Loại virus này không giống như những loại virus được các nhà khoa học biết đến. Chúng được tìm thấy trong các mẫu băng được khoan từ trảng băng Yulia ở cao nguyên Tây Tạng, phía Tây Trung Quốc. Về thiên tai, bà tin rằng Úc và một số quốc gia châu Á có thể bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng. Vì mất mùa, vì biến đổi khí hậu mà nhiều nơi trên thế giới sẽ trải qua nạn đói khủng khiếp. Chiến tranh, xung đột có thể nổ ra vì thức ăn, đồ uống. Riêng Ấn Độ, bà Baba Vanga đưa ra những dự đoán khiến nhiều người không khỏi nghĩ đến cảnh tượng tận thế tại quốc gia này. Đầu tiên, bà Vanga nói về nhiệt độ nắng nóng khắc nghiệt của quốc gia châu Á. Người dân nơi đây sẽ phải hứng chịu nhiệt độ tăng khủng khiếp là 50 độ C. Tệ hơn nữa, bà Vanga nói đại dịch châu chấu sau đó sẽ tấn công mùa màng và các mảnh đất nông nghiệp, gây ra nạn đói tràn lan trên khắp quốc gia này. Nhiều năm sau đó, ký sinh trùng trên các loài cây lương thực sẽ gia tăng, khiến nạn đói thêm trầm trọng. Thực tế, vào tháng 5 năm 2020, 12 bang của Ấn Độ lâm vào khủng hoảng lớn khi bầy châu chấu khổng lồ hàng chục triệu con, tựa như một cơn bão kinh hoàng, đã phá hoại mùa màng trên vùng đất diện tích rộng 50.000 hecta ở miền Tây nước này. Không những thế, nắng nóng, nhiệt độ cao có thể khiến quốc gia này lâm vào khủng hoảng. Bà Vanga cho biết, năm 2022 là năm trỗi dậy của rồng phương Đông. Bà Vanga cũng cho rằng năm 2022, con người sẽ chạm trán người ngoài hành tinh và những sinh vật lạ kia không đến trong hòa bình như chúng ta vẫn tưởng. Phi tàu của người ngoài hành tinh sẽ tấn công trái đất và chúng sẽ ném bom các thành phố và bắt giam người dân. Theo ấn phẩm Fasti của Bulgari, một dự đoán khác của nhà tiên tri nổi tiếng Baba Vanga đã trở thành sự thật, hứa hẹn rằng năm 2022, cả thế giới sẽ đối mặt với căng thẳng và tháng 2 với tháng 12 sẽ là những tháng tồi tệ nhất. Cụ thể, tình hình chính trị leo thang, một số liên minh và thỏa thuận sẽ sụp đổ, nhiều những liên minh mới sẽ được thành lập. Nga, Ukraine và Belarus sẽ phải thực hiện một số thỏa hiệp, nhưng sẽ vì lợi ích của người dân của họ. Những chuyên gia giải thích lời tiên tri cho rằng bà Vanga đã chỉ ra một ngày định mệnh 22 tháng 2 năm 2022. Vào ngày 22 tháng 2 năm 2022, Quốc hội Nga đã nhất trí phê chuẩn văn kiện công nhận Cộng hòa Nhân dân Luhansk và Donetsk. Như vậy, lời giải mã hồi cuối của năm ngoái hóa ra lại là một dự báo chính xác hơn dự báo các chính khách thế giới. Tuy nhiên, bà Vanga khẳng định sẽ không có chiến tranh thế giới. Đồng thời, nhà tiên tri Vanga cũng dự đoán một cuộc tấn công nhằm vào Tổng thống Nga trong năm nay. Do đó, nhà lãnh đạo Nga không thể ngồi yên cho đến hết năm 2022. Như vậy, có thể nói, ba trong số rất nhiều lời tiên tri của bà Vanga về năm 2022 đang dần trở thành sự thật. Điều này khiến nhiều người tin rằng những tiên tri còn lại của bà cũng có khả năng sẽ xảy ra. Còn nhà tiên tri Nostradamus dự đoán năm 2022 đầy biến động với sự trỗi dậy của AI, tiểu hành tinh va vào trái đất và nạn đói hoành hành khắp nơi. Ông đã mô tả năm 2022 bằng những áng thơ sau. Tôi đã nhìn thấy một ngọn lửa sơ trên bầu trời. Ngọn lửa ở đây được nhiều chuyên gia hiểu là một tiểu hành tinh ma sát với trái đất tạo thành một quả cầu lửa. Như vậy, trong năm 2022, có thể chứng kiến một tiểu hành tinh va chạm với bề mặt của trái đất. Nhà tiên tri người Pháp cũng viết rằng, không có tu sĩ nào lại biết được rằng mật ong đắt hơn nến và giá lúa mì lại cao đến vậy. Câu thơ này được các chuyên gia hiểu là thế giới sẽ trải qua nạn đói quy mô toàn cầu hoặc lạm phát khiến giá lương thực tăng cao. Mô tả cuối cùng của Nostradamus về năm 2022 là những ngọn núi cao dưới ánh trăng tròn chỉ có thể nhìn thấy bởi nhà thông thái. Các tông đồ của nhà thông thái ấy ai cũng bất tử với mắt nhìn về phía bắc, cánh tay trên ngực và toàn bộ cơ thể của họ bốc cháy. Người ta tin rằng các nhà thông thái ở đây chính là công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và AI sẽ trỗi dậy, khống chế được con người. Thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand, 16 tuổi, những năm gần đây gây được sự chú ý của truyền thông khi liên tiếp có những dự báo khá chính xác về đại dịch COVID-19. Trong video có tựa đề Biến thể Omicron, rủi ro, lợi ích và dự báo về COVID-19, thần đồng tiên tri Ấn Độ dự báo rằng
biến thể Omicron sẽ gây nguy hiểm trong thời gian ngắn, nhưng có thể mang lại lợi ích lâu dài. Abhigya Anand dự báo trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022, biến thể Omicron sẽ gây ra làn sóng dịch bệnh lớn từ nhiều quốc gia trên thế giới, tạo ra những hệ lụy về sức khỏe của con người, ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, theo nhà tiên tri trẻ, khoảng thời gian nguy hiểm do đại dịch COVID-19 sẽ nhanh chóng qua đi. Theo đó, thời điểm cả thế giới khó khăn nhất khi đối mặt với biến thể Omicron sẽ diễn ra trong 5 tháng, từ ngày 10 tháng 12 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022, đặc biệt là thời điểm đạt đỉnh vào cuối tháng 4 năm 2022. Bằng những tính toán dựa trên thuật chiêm tinh, Abhigya Anand nói đến sự nghịch hành của sao Mộc vào tháng 6 năm 2021 và việc thiên thạch va vào sao Mộc ngày 13 tháng 9 năm 2021 gây ra rất nhiều năng lượng tiêu cực cho thời gian kế tiếp, biểu hiện bằng thiên tai, biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng kinh tế, nạn đói hoành hành, đứt gãy chuỗi cung ứng. Mới đây, nhà tiên tri người Malaysia tiếp tục đưa ra những lời tiên tri cho năm 2022. Trong đó, nổi bật là dự đoán về đại dịch COVID-19 sẽ chấm dứt. Tháng này là lưỡng cực tốt xấu, Trang nói về tháng đầu năm 2022. Nếu xấu thì nửa đầu năm vẫn có dịch, nửa cuối năm mới nhìn thấy ánh sáng rạng đông. Nếu dịch bệnh giảm dần trong tháng này thì xin chúc mừng mọi người vì thế giới đã có hy vọng dịch bệnh sẽ giảm nhanh chóng trong nửa đầu năm. Nó có hai năng lượng bất đồng tồn tại cùng một lúc như vậy. Trong quá khứ, bệnh cúm Tây Ban Nha đột ngột biến mất sau 3 năm. Hiện nay, đại dịch COVID-19 cũng đã hoành hành 3 năm và bây giờ Omicron xuất hiện, nhưng khả năng gây chết người đã giảm đi rất nhiều. Mặc dù khả năng lây lan rất cao, nhưng tôi nghĩ đó là một điều tốt vì nó sẽ làm cho toàn thế giới đạt được khả năng miễn dịch chung nhanh hơn. Ngoài dịch bệnh, Chen cũng dự đoán một năm 2022 như biến động khi có nhiều scandal trong tài chính, kinh doanh, các công ty công nghệ bị tẩy chay, khủng hoảng lạm phát trên diện rộng, mất cân bằng chuỗi cung ứng, khủng hoảng lương thực, năng lượng, khí hậu bất thường. Trong đó, tháng đại hung được nhà tiên tri Danto Anthony Chen nhấn mạnh kéo dài từ mùng 7 tháng 8 đến mùng 6 tháng 9 sẽ xảy ra nhiều đại sự đáng chú ý trên thế giới. Lời tiên tri đang được chú ý nhất của bà Vanga tính đến thời điểm hiện nay đó là về vận mệnh của nước Nga cũng như những lo ngại về chiến tranh thế giới thứ ba có thể ở rất gần. Nhìn vào tình hình thực tế hiện nay khi nổ ra cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, người ta bắt đầu tin rằng lời tiên tri của bà đang dần ứng nghiệm. Bên cạnh đó, bà Vanga cũng có hai lời tiên đoán khác về năm 2022 đang dần trở thành hiện thực. Đầu tiên là lời tiên đoán nhân loại sẽ quen thuộc với một loại virus mới. Lời tiên tri thứ hai của bà Vanga đó là sẽ xảy ra rất nhiều thảm họa thiên nhiên như động đất, sóng thần ở châu Á. Như vậy, có thể nói trong 3 trong số rất nhiều lời tiên tri của bà Vanga về năm 2022 đang dần trở thành sự thật. Và điều này khiến nhiều người tin rằng những tiên tri còn lại của bà cũng có khả năng sẽ xảy ra.